Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chạm tới ước mơ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, Chạm tới ước mơ là chương trình mong muốn kết nối các nhà hảo tâm, các đơn vị để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống cũng như là học tập. Tiếp tục cuộc hành trình của Chạm tới ước mơ ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng về với huyện Bảo Thắng, trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Thắng để cùng gặp gỡ với hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên thì các em đã vươn lên và đạt được rất nhiều thành tích cao trong học tập. Và hoàn cảnh đầu tiên mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ đó là em Trần Minh Hiếu, học sinh lớp 10A1, trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Thắng. Hiếu ơi. Dạ. Ở đây là nhà. Dạ vâng. Đang lấy rau à? Vâng, em đang lấy rau chuẩn bị nấu cơm. Vườn rau tốt nhỉ? Vâng, em chăm, còn vườn rau này là mẹ em trồng. Thế đang hái rau gì để anh giúp nhá. Ở đây là có rau bắp cải, rau cải này. Rau tốt nhỉ? Thế thời điểm này là em đang nghỉ học học online đúng không? Vâng, em học online cũng được 2-3 tuần rồi. Thế thông thường thì như bình thường là bố đi vắng suốt à? Vâng, ba em đi là đợt năm ngoái thì ba em còn làm là nhiều công trường quanh tỉnh Lào Cai cơ. Nên cứ kiểu hết đi ở công trường này lại đi sang công trường kia. Còn năm nay thì đang kiểu ở một công trường thôi nhưng mà vẫn là ở công trường là chính, ít khi về nhà. Thông thường thì ở nhà thì hay làm cái gì giúp đỡ bố mẹ? Ở nhà thì em vẫn kiểu làm việc nhà, nấu cơm rửa bát, xong rồi kiểu tưới rau, nhặt cỏ. Cái thời gian học tập của em thì em dành ra như thế nào? Anh thấy là cái thành tích học tập tốt đấy chứ? Thời gian học tập của em thì em cũng kiểu ngoài học trên lớp thì buổi tối em cũng học tầm khoảng 2 tiếng. Có đi học thêm không? Em cũng có học thêm một vài môn mà em kiểu xác định là muốn thi đại học những môn đấy. Như anh được biết, ấy, cô giáo cũng chia sẻ thì là ở trong học tập thì là Hiếu hình như là có vẻ là học khá nhất một tiếng Anh nhỉ? Dạ vâng, kiểu mình có thể hiểu được tiếng Anh nó dễ dàng. Xong thỉnh thoảng những lúc kiểu em giải trí thì em cũng hay xem các video rồi xem phim tiếng Anh, nghe nhạc cũng tiếng Anh. Bắt đầu từ thời điểm nào mà mình thấy rằng là tiếng Anh là một cái thế mạnh của mình? Từ cấp 1. Từ cấp 1? Cấp 1 thì đợt em học cấp 1 thì vẫn còn các cuộc thi toán tiếng Anh trên mạng ấy. Thì em đợt đấy em thường thi toán vì tiếng Anh. Đợt đấy thì em học toán vì tiếng Anh cũng kiểu ngang ngang nhau. Xong rồi bắt đầu lên cấp 2 thì năm lớp 6 thì là em học đội tuyển môn toán cơ chứ không phải không tiếng Anh. Nhưng sau này lúc đi thi kiểu thấy thành tích nó không được tốt lắm. Năm đấy em thi được giải khuyến khích. Thì sau đó thì sang lớp 7 em bắt đầu chuyển sang học đội tuyển tiếng Anh. Thì bắt đầu từ đấy đi thi sẽ có thành tích tốt hơn. Thế là những cái thành tích mà em đã đạt được là gì nhỉ? Thử kể ra thế nào. Năm lớp 5 thì em có đi thi một cuộc thi tiếng Anh cấp quốc gia. Thì em được huy chương đồng. Xong rồi năm lớp 7 thì được giải nhì cấp huyện. Năm lớp 8 thì em có đi thi vượt lớp lên lớp 9 thì em được giải nhì cấp tỉnh. Còn năm lớp 9 thì em được giải nhất cấp tỉnh. Với lại một huy chương vàng cấp quốc gia cuộc thi IOE tiếng Anh trên mạng với lại một huy chương vàng cuộc thi Hippo nữa. Để mà giành được những cái giải thưởng như thế chắc là em cũng mất nhiều thời gian lắm đúng không? Để dành cho cái thời gian cho học ấy. Vâng, thì như là đợt lớp 8, lớp 9 mà thi cấp tỉnh thì kiểu những buổi nào được nghỉ hoặc những hôm nào được nghỉ thì các thầy cô dạy đội tuyển sẽ cho đi học để ôn. Chứ còn đi học thêm thì cũng ít nhỉ? Chủ yếu là anh nghĩ là tiếng Anh thì học thêm là cũng tốt nhưng mà quay cái quan trọng là mình vẫn phải tự học là nhiều đúng không? Vâng, tiếng Anh em cũng không học thêm. Năm nay em không học thêm môn tiếng Anh. Tại sao? Em cảm thấy mình không hợp lắm với lại học những tiết đấy nó khá là tốn tiền. Là cái điều kiện của gia đình mình thì nó cũng không cho phép đúng không? Vâng.
Hiếu ơi, thì anh được biết là cái giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn khó khăn của gia đình mình. Thì hiện tại thì tình hình sức khỏe của mẹ thì như thế nào? Mẹ em thì dạo này mẹ em cũng khỏe hơn đợt mà lúc mới phát hiện bệnh rồi. Đợt mới phát hiện bệnh là mẹ em bị ung thư, thì sau đó là mẹ em lên về Hà Nội để truyền hóa chất ấy. Thì cái đợt đấy mẹ em cũng kiểu yếu lắm. Các bác cũng tưởng là mẹ em kiểu không qua khỏi nên là cũng kiểu lấy làm các thủ tục giấy tờ để cho mẹ em nghỉ việc. Thế còn giờ thì dạo này mẹ em kiểu cũng qua những người khác mà người ta cũng bị bệnh mà người ta kiểu chữa mà người ta khỏe đấy, thì người ta chỉ cho mẹ em các loại thuốc các kiểu để uống thì nó cũng đỡ hơn, nó cũng Mẹ khỏe là hơn. bị ung Mẹ thư em bị ung thư gan. gan. Thì cái lúc mà mẹ em mới kiểu đi siêu mới phát hiện bệnh ấy, thì em cứ thấy kiểu mẹ em buồn buồn, xong rồi mẹ em cũng hỏi kiểu nếu mẹ bị bệnh thì Hiếu thấy thế nào, em cũng thấy lạ, kiểu em cũng không biết tự sao mẹ lại hỏi như thế. Xong rồi sau thì mới biết là mẹ bị ung thư thì mình cũng thấy buồn lắm, như mẹ mình bị bệnh. Tin mà mẹ bị bệnh như này nó đến thì với ai chắc cũng không chỉ là Hiếu đâu mà tất cả mọi người trong gia đình nó đều là một cái tin rất là bất ngờ đúng Và không? Bây giờ là mẹ còn đi làm không nhỉ? là mẹ em nghỉ việc cũng từ năm ngoái rồi. Thì là cũng ở nhà thôi đúng không? Vâng, mẹ em ở nhà. Thì mẹ đang nghỉ ở trong nhà. Vâng, mẹ em. Thì bây giờ anh muốn gặp mẹ một chút được không? Dạ vâng. Em mời chị uống nước nhé. Hiếu uống nước đi Hiếu. Chị ơi, thế dạo này tình hình sức khỏe của chị như nào? Cảm ơn em đã hỏi thăm. Thì sau khi đi nút mạch về thì chị cũng đi truyền hóa chất được 4 lần. Thì sức khỏe chị cũng tạm ổn. Cái u nó cũng giảm đi được 3 phân sau khi truyền hóa chất và kết hợp uống thuốc. Thế nhưng sau khi Hà Nội bùng dịch thì chị không về được Hà Nội bởi vì chị chưa tiêm được mũi chống Covid nào cả. Chị đến viện 2 lần nhưng các bác sĩ lo lắng không dám tiêm cho chị bởi vì là bảo là nó thải độc qua gan mà chị lại bị ung thư gan. Nên các bác sĩ sợ ảnh hưởng đến tính mạng của chị nên không tiêm. Thế thì từ cái lúc nào mà chị biết được là chị bị mắc ung thư gan như vậy? Vâng, thưa chị phát hiện ra bệnh là vào cuối tháng 8 năm 2020. Đấy. Thực ra thì trước đây là chị rất khỏe mạnh, chị chuyên chơi thể thao môn bóng chuyền nên là chị không có một biểu hiện gì cả. Đi thi đấu cũng rất là thấy khỏe khoắn không gì cả nên là chị chủ quan không vào viện. Sau khi mà một cơn đau một buổi chiều ngày 20 đấy thì chị đi siêu âm thì ở phòng khám bác sĩ Dũng thì cái u trong gan nó đã to 8 phân 7 rồi. Thì cái bác sĩ siêu âm đã bảo là u trong gan mà như thế này thì chắc chắn là ung thư rồi. Thì mai em ra đây lấy máu để xét nghiệm gửi về Melatech. Thế thì sau khi gửi máu về đấy 3 ngày sau họ kết luận luôn là ung thư biểu mô tế bào gan. Cái thời điểm mà biết được mình bị ung thư chắc là cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà nó khó khăn lắm đúng không? Đúng thật, chị suy sụp đấy. Nhưng mà cứ nghĩ về con với các con, hai con chưa trưởng thành. Cứ nghĩ là ai cũng một lần chết nhưng mà bây giờ ông trời bắt mình sớm quá, con thì chưa trưởng thành. Thế nhưng mà mọi người cũng cứ động viên, giữa cười thế thôi nhưng mà đêm về cũng khóc lắm. Thế nhưng mà em nghĩ là ai ai thì cũng có một cái nỗi buồn, ai cũng sẽ phải vượt qua một cái khó khăn nào đấy. Tất cả mọi người cũng rất là quan tâm và đặc biệt là con chị cháu Hiếu lúc bây giờ đang học lớp 9 thì cháu cũng rất là cố gắng. Trước đây là cháu nhát lắm, cháu sợ tối lắm. Nhưng mà từ khi mẹ bị bệnh là mẹ cứ đi chữa bệnh biền biệt.
cháu ở nhà, ngoài việc đi học ở trên trường thì cháu cũng có học thêm, vì đợt đấy là chuẩn bị thi đội tuyển quốc gia ấy. Thế thì cháu cũng tham gia rất nhiều các cuộc thi. Thì cứ đi học đến 10 giờ tối mới về nhà. Ban đầu thì bác ruột cháu chị gái kế tớ đấy bảo là nấu cơm cho cháu ăn uống ở trên đấy. Thế nhưng mà cháu ăn một buổi thôi, nhưng cháu bảo thôi bác đừng nấu cơm cháu. Cháu về còn chó, mèo với con chim nữa, còn vườn rau nữa, nên là cháu cũng rất là khắc phục. Cái thời điểm đấy thì lại khổ cái là mẹ đi viện thì bà ở nhà cũng tai biến. Lúc bấy giờ là bà 88 tuổi rồi. Bà là bà nội hay bà ngoại? Bà ngoại đấy, mẹ đẻ ra chị đấy. Chị là con út, nên là anh cũng cứ đi làm xa biển biệt thì chị ở luôn với mẹ chị. Đấy. Thế thì bà lại đợt đấy cũng tưởng chết, cấp cứu lên Lào Cai. Đấy, thế là cháu thì cũng cứ khắc phục như thế thôi. Khổ thân ở nhà mà nhớ mẹ. Vì bình thường mẹ ở nhà là con cứ ngủ với mẹ. Đấy. Thế là nhớ mẹ thì ăn cơm cũng gọi cho mẹ để nhìn thấy mẹ. Nấu cơm cũng thấy tươi rau cũng vậy. Những lúc đấy thì chị nhìn thấy con chị chỉ có khóc thôi. Thì cũng cứ nghĩ là thôi thì phải cố gắng lạc quan, vui vẻ. Lúc nào khóc thì khóc, nhưng xong là phải lạc quan để làm sao át cái bệnh đi, để khỏe được ngày nào mà còn chăm sóc con ngày đấy. Đúng là tất nhiên là trong cái việc chữa bệnh, cái yếu tố đầu tiên là cái tâm lý của mình là mình phải có đã. Và em nghĩ rằng là khi mà thấy con như bạn Hiếu vừa nói chuyện với em ở ngoài ấy, thì là Hiếu rất là cố gắng trong học tập và cũng đạt được rất là nhiều cái giải thưởng, và đó cũng là một trong những cái niềm vui mà giúp cho chị có thể là tiếp tục chiến đấu với cái căn bệnh ung thư gan của mình, đúng không ạ? Và cái bạn lớn nhà mình thì hiện tại thì cũng đang đi học đại học đúng không chị? Cháu học đại học kiến trúc, cháu vừa mới ra trường. Đấy, cũng vì là mẹ bị bệnh nên là cháu ra trường sau vài tháng, bởi vì cháu xin với thầy là cháu sẽ bảo vệ sau, xin làm đồ án sau vì mẹ em đang bị bệnh nên là nó cũng cứ chạy ngược chạy xuôi, nó đi hỏi thăm mọi người những cái thuốc để tìm cho mẹ. Thế bây giờ cháu cũng ra trường rồi, sau 3 tháng cháu cho ra, sau các bạn 3 tháng thì cháu cũng đang làm ở một công ty ở dưới Hà Nội. Trước đây thì công việc của chị là làm công việc gì ạ? Trước đây thì là chị là giáo viên tiểu học. Chị ra trường năm 95. Và hiện tại cái thời điểm mà chị phát hiện ra bệnh là chị đang dạy học ở trường tiểu học số 3 thị trấn Phố Lu. Thế thì sau khi phát hiện ra bệnh, sau đó là chị yếu. Chị yếu mất một thời gian, hơn một tháng liền chị nằm ở viện. Thì lúc bấy giờ thì gia đình nghĩ là không qua khỏi được. Thế nên là ở nhà chị gái, chị dâu đã đi làm các mọi thủ tục và chuyển xuống dưới để cho chị ký. Thế và xin thủ tục về nghỉ thôi việc. Thế cái hoàn cảnh kinh tế gia đình mình thì như thế nào? Thực ra cái tiền thôi việc cũng được một khoản nói thì không lớn, cũng không nhỏ, nhưng mà cũng để đủ cho chị chi phí trang trải những cái khi mà bắt đầu chị phát hiện bệnh mà chị phải điều trị đấy. Thế và cũng là bình thường hàng tháng là cứ nếu không đi viện là cũng cứ 20.500.000 tiền thuốc, có hai loại thuốc kết hợp vào để chữa. Hiện tại bây giờ là chị không có lương, thế thì mọi cái sinh hoạt trong gia đình là bây giờ là đều dùng bằng đồng lương của anh. Hiện tại thì chị đã không còn đi làm và tất cả thì phụ thuộc vào cái đồng lương của anh. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn hai bạn vẫn đang đi học, và thời gian tới thì lại còn Hiếu nữa. Đó cũng là một cái lo lắng lớn của chị đúng không? Vâng, đúng thật. Thì bây giờ thì thực ra là nếu như bình thường mà chị cứ khỏe mạnh như bây giờ thì nó cũng còn đỡ lo lắng. Vâng. Thế nhưng mà nếu mà nó đau đớn mất đi viện là một nỗi vất vả đấy. Sau cái khoảng thời gian mà học cấp 3 thì chắc chắn là mình sẽ tiến đến là việc đi học một trường đại học nào đấy. Em đã có dự định gì cho mình chưa? Hiện tại thì em vẫn còn đang phân vân giữa hai lựa chọn. Một là học ở trường kỹ thuật quân sự,
hoặc là em sẽ học về ngành công nghệ thông tin. Và anh nghĩ rằng với một người như Hiếu ấy, luôn luôn là chắc chắn là khi làm bất cứ một cái việc gì đấy mình đều có kế hoạch. Và với rất nhiều cái giải thưởng như vậy thì đã thấy Hiếu là một người rất là quyết tâm. Khi mà đã làm cái gì thì là mình phải cố gắng làm cho bằng được và cố gắng làm thật là tốt. Thì anh nghĩ rằng là với cái mục đích mà em đặt ra như vậy thì chắc chắn là sẽ đạt được thôi. Cố gắng lên nhá. Và với chị thì cái điều mong muốn lớn nhất của chị là gì ạ? Điều mong muốn lớn nhất của chị bây giờ ấy là cái u của chị nó dừng phát triển. Thế và chị cứ uống thuốc hàng ngày như này thì đều đặn thì nó cứ khỏe mạnh như thế này. Thế là chị phấn khởi, thế và để được chăm sóc cho cháu được tốt hơn. Và em nghĩ là mình khi mà mình có niềm tin thì chắc chắn là mình sẽ nhận lại được những cái điều mà mình muốn. Và chúc chị sẽ luôn luôn khỏe mạnh. Và chúc Hiếu thì sẽ luôn luôn học tập tốt này. Và cố gắng là chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Để mẹ có thể an tâm chữa bệnh. Và đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong học tập. Cố gắng lên nhé. Dạ vâng, Ừ. dạ, chị cảm Vâng. ơn em nhé, cảm Vâng. ơn chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chương trình Chạm tới ước mơ thì rất vui khi nhận được sự đồng hành giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các đơn vị. Và ngày hôm nay thì chương trình rất vui khi nhận được sự đồng hành giúp đỡ của Ngân hàng HDBank chi nhánh Lào Cai và có đại diện là anh Hoàng Hải Vinh. Thưa gia đình, chúng tôi là đại diện của ngân hàng HDBank chi nhánh Lào Cai, có trụ sở tại số nhà 143 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Thì ngân hàng chúng tôi thì ngoài nhiệm vụ kinh doanh ra thì cũng rất quan tâm và cũng rất mong muốn đến công tác tham gia vào công tác an sinh xã hội. Vì cũng được biết tin gia đình có cháu Trần Minh Hiếu là học sinh lớp 10 A1, trường số 1, trường Bảo Thắng. Tuy gia đình gặp rất là nhiều khó khăn nhưng cháu đã luôn vươn lên trong học tập và khắc phục khó khăn và đạt được những cái thành tích cao. 9 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc và đạt được nhiều cái giải thưởng ở trong quốc gia. Thì hôm nay ngân hàng HDBank cũng có một cái chút quà là chút tấm lòng xuống là động viên gia đình và cũng chúc cháu là luôn luôn khắc phục khó khăn và đạt được những cái thành tích cao trong học tập và hoàn thành được cái ước mơ của mình. Thì đây là hôm nay cũng HDBank cũng có một cái món quà nho nhỏ 3 triệu để cho gia đình chi phí sinh hoạt và chi phí học tập của cháu. Cháu cũng rất là cảm ơn chú và cùng toàn thể mọi người đã luôn giúp đỡ và quan tâm đến gia đình cháu. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Vinh. Hiếu cũng như là gia đình sẽ luôn phải cố gắng để mà hoàn thành cái công việc học tập của mình một cách tốt nhất. Cố gắng lên nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chạm tới ước mơ là chương trình hướng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em luôn luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống cũng như học tập. Và chúng tôi rất mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các đơn vị để giúp các em có thể đến gần hơn với ước mơ của mình trong tương lai. Làm sao tận hưởng cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn mỗi ngày trên chính điện thoại của mình, thanh toán hóa đơn linh hoạt. Tận hưởng phí chuyển tiền không đồng cùng HDBank SkyOne, cộng thêm lãi suất tiết kiệm online, hỗ trợ vay vốn nhanh chóng, giao dịch tích điểm, tự động đổi thưởng, quản lý tài chính thuận tiện, an toàn, bảo mật, hiện đại với công nghệ trí thông minh nhân tạo AI, sinh trắc học và định danh eKYC. HDBank, ngân hàng số hạnh phúc, cam kết lợi ích cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, và tiếp tục chương trình Chạm tới ước mơ ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với hoàn cảnh thứ hai của chương trình là em Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Thắng. Và em Giang thì cũng là một em học sinh có thành tích học tập rất là tốt, mặc dù gia đình của em cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Giang ơi, cháu chào cô ạ. Vâng, chào, chào cô nhé, chào Giang nhé. Cô ơi, nhà mình ở đây lâu chưa? Cảm ơn cháu là cô ở đây là từ năm 2003 cả. 2003 đến giờ. 2003 là bắt đầu sang khu tập thể này, còn cô công tác ở 242 này là từ năm 91. Vâng. Đến năm 2015 thì cô về hưu.
Cô về hưu thì được cái bên cơ quan lãnh đạo công ty 22 thấy hoàn cảnh của cô cũng có phần khó khăn, thì cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho cô sang đấy làm thêm một số công việc như là bên... Cô ấy, thế thì không biết là cái công việc đi làm của cô ấy thì cái thu nhập thì nó như thế nào? Thì công việc của cô đi làm thì thu nhập thì nó cũng mức lương chỉ bình thường, chỉ sau này em đi học thì cũng có phần khó khăn đấy. Giang ơi, anh được biết là ngoài cái thành tích học tập mà rất là tốt của em từ lớp 1 đến năm lớp 11 là đều được học sinh giỏi, thì Giang còn có rất là nhiều giải thưởng khác nữa. Em có thể chia sẻ được không? Thì từ lớp 1, từ cấp 1 thì em cũng có tham gia một vài cuộc thi thì cũng may mắn đạt được một số giải khá tốt. Một năm năm thì em có được giải 3 cấp quốc gia thì tóm qua mạng. Lớp cấp 2 thì năm lớp 9 thì em có được giải khuyến khích cấp tỉnh một tiếng Anh. Cấp 3 thì vừa rồi thì em cũng được giải nhất tỉnh 8-12. Thế thì không biết là Giang có phải dành nhiều thời gian để dành thời gian cho học tập không? Em cũng dành thời gian học tập cũng không có cũng kiểu bình thường vậy. So với các bạn thì cũng nhiều hơn, đầu tư hơn một chút. Và chủ yếu là những cái môn mà em cảm thấy mình học ổn thì em đầu tư nhiều vào hơn. Còn mấy môn học kém hơn thì em có dành thời gian chủ yếu là lúc cần thi mới ổn. Cuộc sống thì cũng chỉ có hai mẹ con thôi, thì như mẹ vừa chia sẻ thì cũng cái thu nhập của mẹ thì là sẽ lo cho cả em và cả gia đình nữa, thì nó cũng có nhiều khó khăn đúng không? Cái việc đấy thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái công việc học của em không? Em thấy là cũng không có ảnh hưởng gì. Thì em học thì cũng chủ yếu là thời gian học trên lớp nhiều hơn, còn về nhà là em chủ yếu là ôn lại cái kiến thức đấy nên nó cũng không ảnh hưởng mấy. Ở lớp thì là học tốt nhất môn gì? Em là học tốt nhất môn toán. Và ước mơ sau này, cái dự định sau này của em thì như thế nào? Chắc chắn là có liên quan đến môn toán chứ. Vâng, sau này dự định em cũng có ý định vào các ngành liên quan kinh tế hoặc là công nghệ thông tin đấy. Thế là sau này sẽ trở thành một biết đâu là một kỹ sư công nghệ thông tin, một cô gái kỹ sư công nghệ thông tin đúng không? Cô ơi, thế thì với cái hoàn cảnh của nhà mình như vậy, với cái công việc của cô như vậy thì nó có gặp nhiều cái khó khăn không ạ? Trong cái việc mà để có thể nuôi dạy em tốt này, rồi là chi trả mọi thứ trong sinh hoạt trong gia đình. Công với nó mức thu nhập của cô như thế, nhưng so với thời buổi xã hội bây giờ thì cũng phải là tản tiện. Nói thật sự với cháu là như thế, chứ không phải là không. Còn sau này cho em đi học thì chắc là cái mức này nó cũng có phần khó khăn hơn. Bởi vì bây giờ nhớ đâu thì bây giờ là cô vẫn làm thêm ở bên kia. Thế nhưng mà sau này cơ quan họ chuyển lên Lào Cai thì chắc là cô không có thời gian đi lên được. Thì chắc là cô chỉ chủ yếu là với đồng lương hưu của cô thôi. Cháu là bây giờ mấy tuổi như cũng 8 tuổi rồi, tuổi cao rồi thì đi làm những công việc thúc vác thì chắc là không làm được. Chỉ những công việc lúc ấy thì phải cố gắng tận tiện thì để thu xếp để nuôi em ăn học thôi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái nỗi lo đúng không ạ? Bởi vì là bây giờ đi học thì sẽ cái tiền mà chi phí thì nó cũng không phải nhiều lắm. Tuy nhiên thì sau này đi học đại học thì sẽ phát sinh rất là nhiều thứ. Thế cô có bao giờ nghĩ đến cái việc đấy không? Và mình định giải quyết như thế nào? Cứ trước mắt là cứ lo được đến đâu hay đến đấy đã. Còn sau đó thì cần sự hỗ trợ thì cô có khả năng vay mượn thêm để cho em ăn học. Nếu mà đọc đại học thì sẽ tốn rất nhiều chi phí phát sinh các thứ. Thì em đã nghĩ là sau khi lên đại học thì sau khi ổn định được một thời gian thì em sẽ bắt đầu đi kiếm việc làm thêm để em sẽ trang trải cuộc sống. Để có thể giúp đỡ mẹ phần nào. Vâng. Thế cái mong muốn lớn nhất của Giang sau này là gì? Em muốn kiếm được công việc ổn định rồi có thể mua được nhà và giúp cho mẹ có một cuộc sống để đủ thích nghi hơn, bù cho những năm tháng khó khăn trong của mẹ. Em thấy rất là thương mẹ và em rất là muốn làm gì đó để giúp đỡ mẹ, mỗi khi mẹ có thể có khả năng thì em đều có thể giúp mẹ hết. Hai mẹ con có thường xuyên nói chuyện tâm sự với nhau không? Cũng
thi thoảng là mình nói chuyện từ sự mẹ. Thật ra thì công việc vì điều kiện công việc mà nên là cô cứ đi làm về muộn, về thì đến lúc là em vào bàn học rồi. Thế chỉ cái lúc nào trước nhoáng lúc mà em ấy thì em học xong bài thì cô mệt quá cũng đi ngủ mất rồi. Thì thi thoảng chỉ có lúc ngồi ăn cơm này thì cô mẹ con chia sẻ với nhau, tính là tâm sự chia sẻ với nhau. Cháu cũng hiểu là bởi vì là cái tâm lý của người mẹ mà đôi khi những cái khó khăn mà mình đi làm, những cái khó khăn mà ở ngoài ấy, thì mình cũng chỉ giữ cho mình thôi. Rất là khó nói với con, biết đâu là nói ra những cái điều đấy thì là ảnh hưởng, đúng không ạ? Thế đối với cô thì cái niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của cô, cái niềm vui lớn nhất của cô là gì? Vâng, nói chung là cái niềm vui lớn nhất của cô bây giờ là được cái bù đắp lại cho cô được là các em có một cái thành tích học tập như thế là ổn, như thế là cô cũng có phấn khởi, là cái đây là nguyên động viên lớn nhất rồi, giúp cô để vượt qua mọi cái khó khăn. Và chắc chắn là thời gian sau này cũng sẽ còn nhiều những cái khó khăn nữa. Theo quan niệm của cô thì cứ thoải mái vô tư, sống đến đâu bước đâu rồi đấy đã. Dạ vâng. Đấy, ngồi ngày nào thì lo, còn sau này thì tính mọi chuyện thế sau. Giang ơi, em có thấy mình là một người mạnh mẽ không? Em thấy là em không được mạnh mẽ nào lắm. Thấy Giang thì có vẻ vẫn là hơi rụt rè đúng không ạ? Vâng, và ngày hôm nay thì đã được lắng nghe câu chuyện của cô cũng như là Giang, thì cũng thấy được cái sự cố gắng của em trong học tập cũng như là những cái cố gắng của cô để mà giúp cho gia đình mình bớt đi những cái khó khăn. Và chúc cô thì cũng luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục cố gắng để có thể lo cho Giang trong những cái thời gian tiếp theo, là đặc biệt là trong cái quãng thời gian mà em sẽ đi học đại học. Thì Giang thì cứ cố gắng hoàn thành được những cái mục tiêu trước mắt, đó là hoàn thành lớp 12 và thực hiện được những cái ước mơ của em nhé. Cố gắng. Làm sao tận hưởng cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn mỗi ngày trên chính điện thoại của mình, thanh toán hóa đơn linh hoạt. Tận hưởng phí chuyển tiền không đồng cùng HD Bank Sky One, cộng thêm lãi suất tiết kiệm online, hỗ trợ vay vốn nhanh chóng, giao dịch tích điểm, tự động đổi thưởng, quản lý tài chính thuận tiện, an toàn, bảo mật, hiện đại với công nghệ trí thông minh nhân tạo AI, sinh trắc học và định danh eKYC. HD Bank, ngân hàng số hạnh phúc, cam kết lợi ích cao nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chương trình Chạm Tới Ước Mơ thì rất vui khi có các nhà hảo tâm, các đơn vị luôn luôn đồng hành cùng với chương trình để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm nay thì chương trình rất vui khi nhận được sự đồng hành giúp đỡ của ngân hàng HD Bank chi nhánh Lào Cai, và ngày hôm nay có đại diện của ngân hàng là anh Hoàng Hải Vinh cũng đến và có những phần quà để gửi tới em học sinh của có hoàn cảnh khó khăn của chương trình. Thưa gia đình, thì chúng tôi là đại diện của ngân hàng HD Bank chi nhánh Lào Cai, có trụ sở tại số nhà 143 đường Hoàng Liên, phường Ngọc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Thì với hoạt động nhiệm vụ chính của chúng tôi là kinh doanh ngân hàng, nhưng cũng rất mong muốn tham gia vào cái công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Lào Cai. Thì cũng được biết tin là cháu Nguyễn Thị Hương Giang là thành viên của gia đình, thì tuy là gia đình gặp rất là nhiều những cái khó khăn, nhưng mà cháu Nguyễn Hương Giang đã luôn luôn khắc phục khó khăn để phấn đấu vươn lên, và đạt được cái thành tích 11 năm là học sinh xuất sắc của trường. Ngân hàng HD Bank có một chút tấm lòng là xuống động viên tinh thần các cháu, chúc cháu là thứ nhất là sức khỏe, và thứ hai nữa là khắc phục khó khăn, phấn đấu và đạt thành tích cao trong học tập. Thì xin chia sẻ cái tấm lòng, hôm nay ngân hàng HD Bank cũng có cái món quà nho nhỏ là 3 triệu đồng. Thì xin gửi đến cháu và gia đình để trang trải một phần cái chi phí sinh hoạt và chi phí học tập. Chúc cháu cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn, đạt được ước mơ, đỗ được cái trường đại học mà cháu mong muốn. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vào ngày hôm nay thì hai em học sinh của chương trình Chạm Tới Ước Mơ thì đã nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các đơn vị luôn luôn đồng hành cùng với chương trình. Và rất là cảm ơn anh Vinh cũng như là ngân hàng HD Bank đã tham gia đồng hành cùng với chương trình để giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, và tới đây thì chương trình Chạm Tới Ước Mơ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.